Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoàng Việt TV1. Hôm nay ra cầu Đắc Pla, sông Đắc Pla, Kon Tum, cầu làm series về cầu và sông. Các bạn thấy chưa, nước sông nó mới mưa là rất là đục. Cần thì tôi để phía đằng kia, lát tôi quay cho các bạn xem đấy. Cần phía đằng đấy. Câu ba cần thôi. Bây giờ nắm mồi. Mồi năng C bình thường. Đây một cái năng C. Cắm gà, cắm cá, cắm chim, khoai lang, chuối, ngô ủ chua nữa, lá sắn. Mình làm mồi tổng hợp thôi. Cá sông này thì nó nhiều khi có cá con thôi, cứ câu đi. Các bạn nào quan tâm thì nhớ đăng ký like ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Hôm nay cũng có thể là móm câu, lâu rồi tôi mới ra câu sông đây. Thì nó nhiều bãi câu nhưng mà thường thường ra được câu buổi chiều, nó râm nó mát. Thì mồi cho khô và vừa nắm chắc rồi. Câu sông này nhưng mà nó nước không chảy thì mình câu mồi bình thường thôi. Các bạn quan tâm thì ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1 làm về cuộc sống thường ngày và một số cái về đi câu cá. Bạn trời bắt đầu muốn mưa, bây giờ mới là 5 giờ kém rồi. Khả năng là mưa to. Mưa tôi sẽ trú vào cái chân cầu đây. Hôm nay câu 3 cần. Trời đã bắt đầu mưa. Hơi gió nữa. Trong cái tàu ấy. Các bạn thấy chưa, chỗ này thì cống nước nhảy ra, cái cá mương nó nhảy rất là nhiều. Ấy, ngốc nó cá rất nhiều. Chắc là nước cống nó chảy ra nó có cái cá mương rất là nhiều. Trời mưa mà ông bạn này vẫn quăng cần. Mưa không câu. Đấy cảnh cầu Đắc Pla. Cứ tôi một cái cho mồi nó chỉ nhỏ khả năng nó trôi. Đấy các bạn, đồ đoàn đây. Đây đồ của ông bạn. Nhưng mà ta nắp cái đèn quảng cáo đây là nó sáng rồi. Dưới kia vẫn có nhiều người câu. Đồ đây, câu 3 cần. Một cần đây, cần đây. Vui rồi. Nhưng mà trời khả năng là tối sầm muốn mưa rồi. Cũng khả năng là cuốn gói về. Các bạn, khả năng cơn mưa rất là to. Bây giờ là 6:30, tôi đi câu đến 8-9 giờ.
Đấy, ngâm một cục mồi nhưng mà đang mưa quá, khả năng là về. Trên đây đèn quảng cáo rất sáng, cái này buổi tối ngồi rất mát nhưng mà khả năng là cơn mưa. Mới sấm chớp là có tiếng sấm là cá chép nó không ăn nữa. Nên video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đã quan tâm thì ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1 và xem các series một số video có câu ở sông này. Tất nhiên mình không câu cá nhưng có những bạn câu được cá thì mình quay lên. Các bạn thấy cảnh buổi tối đây rất là đẹp. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.